Ơi, nghe như tên của một cái bãi biển xa xứ nào đó. Không phải anh à, Mai là tôi, Rum là phòng. Cuộc thi Hoa hậu Mai Rum, cuộc thi Hoa hậu tại phòng. Một thí sinh duy nhất, một giải duy nhất. Là tự nhiên trong phòng em mà cái em tự tổ chức rồi em tự lên đeo băng gôn này nọ rồi em tự phong cho mình Hoa hậu luôn. Đúng rồi, đúng. Trời ơi, em bị khùng hả? Em ham mê Hoa hậu tới vậy luôn. Ủa anh ơi, ai cũng có ước mơ mà anh. Em ơi, nhưng mà Hoa hậu bây giờ cho dù Hoa hậu đi nữa, mua giải đi nữa thì người ta cũng phải có cốt cách Hoa hậu. Ủa, em có cốt cách Hoa hậu quá mà. Không em, cái cốt cách của em nãy giờ là cái cốt cách bị cảm mạo. Hả? Nha, bị bệnh, chứ nó không có ra Hoa hậu. Thì Hoa hậu người ta cũng 1m7, 1m8, em 1m6 giác đi. Nhưng mà ít nhiều em ăn guốc lên cũng được 1m7 chứ bộ. Không được, bây giờ anh nói em nghe, anh là tiếp xúc với Hoa hậu nhiều. Đúng anh rồi. Anh đi quay nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên anh hiểu rõ là những cái cốt cách nào để hình thành một Hoa hậu. Bây giờ là dòng ứng xử với em nè. Ừ. Đố em, cái vật nào bất ly thân với một Hoa hậu? Cái vật bất ly thân với lại Hoa hậu? Ừ. A. À. Ê, Hoa hậu, không có A à, vậy được. A. À. Em xin phép trả lời. Ừ. Cái vật bất ly thân với lại Hoa hậu đó chính là dương miệng. Wow. Đúng rồi, Hoa hậu phải có dương miệng. Đi đứng nói năng nằm ngủ, thậm chí là đi vệ sinh cũng phải đeo dương miệng. Wow, hôi quá. Ủa? Câu trả lời hôi quá. Sai. Ủa, Hoa hậu phải có dương miệng đúng rồi. Ủa, dương miệng thì mình tháo ra, mình gắn cái dương miệng vô khác vẫn được. Có một thứ mà Hoa hậu không được rời bỏ, đó là đôi giày cao gót. Giày cao gót? Quá thấp, quá thấp. Chạy nhanh ra chợ Bà Chiểu mua cho anh đôi giày 2 tấc 2. Trời ơi, em mang vô cho anh. Anh nói cái gì vậy? Anh nghĩ sao mà mang đôi giày 2 tấc 2? Giống như, trời ơi, giống như đi hơi mệt quá. Tại giờ em chưa là Hoa hậu đúng không? Nãy giờ em gồng em mệt quá. Rồi xả đi. Bây giờ em hỏi anh nè. Ừ. Anh nghĩ sao mà đi 2 tấc 2? Trời ơi, giống như là đi cà kheo vậy đó. Đó, chỗ đó em phải đi như đi cà kheo cho anh. Nhưng mà đi vậy sao được? Em phải cao, em đi ngang mọi người là mọi người phải ngước nhìn em. Rồi. Đó. Nhưng tuyệt đối nha, không được rời bỏ đôi giày đó. Ngủ cũng phải mang đôi giày đó. Đi rồi. Ăn cũng phải mang đôi giày đó. Rồi. Bây giờ ví dụ một bữa nào mà bị ăn cướp nó rượt em, em cũng phải chạy trên đôi giày đó cho anh. Không được bỏ đôi giày đó, chạy trên đôi giày đó. Em thách anh đó. Anh có bị điên không? Sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, mang cái đôi cà kheo, tao nói đi vậy nè. Vậy ha. Đó. Em phải chạy cướp rượt em mà. Anh chạy bằng niềm tin hả? Thì anh đó. Đi sao được? Thì thôi, đó. Em nói thiệt, và gặp đơn cướp em nói thiệt đó, em cắt dây vàng, em quăng đôi giày, em thí cho nó luôn á. Lo mà bảo vệ bản thân, chứ ở đó hả mà chạy ăn cướp, chạy sao lợi. Trời ơi chị, như vậy mới là một Hoa hậu. Thôi, đó, thôi, thôi có dạng anh dạy em đi thôi. Rồi. Cái tập đó khó lắm, quan trọng là bây giờ Hoa hậu em để ý là cách ứng xử đi. Rồi, anh bây dạy giờ, mấy cái ứng xử đi. Cái này là ứng xử nè. Đúng rồi. Một Hoa hậu, cái cần thiết khi gặp một người nào đó là cái gì? Quá bình thường. Ủa, Hoa hậu hay không là... có chiều sâu. Hoa hậu bây giờ mình có chiều sâu một xíu. Chiều sâu là sao? Đúng rồi, cái gì? Bề ngoài thôi. Đúng rồi. Chiều sâu là gì? Là tâm hồn của mình. Tâm hồn? Tâm hồn của em. Là sao, là sao? Em phải khóc. Em gặp người ta là em khóc. Trời. Người ta khen em khóc. Trời. Người ta chửi em khóc. Trời ơi. Nó, người ta tạo scandal cho em cũng khóc. Khoan xí anh. Sao? Em thấy Hoa hậu sao giống khóc muốn nắm ma quá vậy? Thì đó mình... mà khóc. Nhưng mà Hoa hậu là người ta là đại diện cho đất nước đúng không? Một cái vẻ đẹp. Nhưng mà tự nhiên đi gặp ai cũng khóc hết trơn. Trời ơi, từ đó giờ anh thấy Hoa hậu có bao giờ thấy ai khóc đâu. Sao không có? Trời ơi, như vậy người ta mới thương cảm em. Bây giờ anh hỏi em là lúc mà sướng tên em lên, công bố em là đạt giải Hoa hậu, em khóc không? Cái đó là vui, vui quá là khóc. Thì đó, vấn đề là anh muốn nói là cho đó là em phải vui lên. Em phải vui kiểu như mà mình sung sướng, mình vỡ hòa lên đúng không? Đó, em phải tập dậy. Để là lúc mà em nhận giải đó, người ta không có biết là em mua giải trước, em hiểu không? Em khóc mà giả là người ta biết mua giải. Ủa dạ, nhưng mà em... Trời. Nói chưa rớt liền, khóc giả là rớt liền đó. Trời ơi, bây giờ là phải khóc hả anh? Đúng rồi, bây giờ tập khóc nè. Là... bây giờ anh đếm 1, 2, 3 là khóc nha. Ờ. 1, 2, 3, khóc. Nhà mắc sổ gạo à? Không, em khóc thôi. Nhưng mà thật sự là, thiệt là, tại vì em không có một cái... thực sự em rất là muốn khóc, nhưng mà tại vì em không có cái tâm lý để mà em khóc, anh hiểu không? Nó phải có một cái gì đó nó tác động thật là mạnh thì lúc đó em mới cảm xúc được. Tác động thật là mạnh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ cái này mạnh nè.
Bữa nay em bán được 500 ly nước. Trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Anh mua, anh mua. Ủa sao vậy? Nước mắt chưa kịp chảy luôn á. Sao vậy? Nó mới lên ngưỡng cổ nè. Anh nói anh mua một cái, trời ơi, nó tuột xuống dưới luôn á. Thì 500 ly còn gì nữa? Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà cái bản mặt anh mua 500 ly? Trời ơi, em nói thiệt nha, tiền nợ cà phê nè, anh còn có tiền trả, ở đó mua 500 ly. Rồi, bây giờ một người này có tiền nè. Ai? Bà Chính. Chính được nha. Lấy tiền, vàng luôn. Được nha. Chuẩn bị nha. 500 ly. Hôm nay em bán được 500 ly nước. Trời ơi. Nói Chính, chuyển tiền vô em đi. Chuyển tiền vô, con cặt nó xuống ra lên nè. Trời ơi. Anh cắt cổ em nha, như con gà phải cắt cổ em. Sao vậy? Trời ơi, em khóc em phải có quá trình. Em không bay vô mà em khóc vậy được. Cái gì có quá trình nữa hả? Trời ơi, gì lâu quá vậy? Như em... vậy nó mới thiệt. Mình phải mếu trước. Phải tập mếu, mếu trước. Xong rồi cảm xúc đầy lên mình mới tuôn quà, mình khóc ra khi mà người ta sướng cái tên. Phải không? Đúng. Giờ chuẩn bị mếu nha. Rồi. Chuẩn bị nè. Em nhập thử một lần mà kiểu như là mếu xong tuôn trào cảm xúc và cảm xúc đỉnh điểm luôn nha. Đúng rồi, chuẩn rồi, bị rồi, nha. Rồi. Chuẩn bị nè. Rồi. Và hôm nay em bán được 500 ly nước. Ê, là sao? Tỉnh dậy, đỉnh điểm á. Ủa, đỉnh điểm rồi, xỉu luôn. Kiểu bất ngờ quá, chị tim xỉu luôn. Rồi bây giờ trao giải cho ai? Không được. Em xỉu rồi, trao giải cho ai? Trao giải cho anh hả? Ha. Trời đất ơi, không có gì, không có được. Anh nói chịu bếp xong rồi đỉnh điểm á, chịu không nổi đâu đó. Không có được chứ vậy. Trời ơi, dương miệng gớt luôn rồi, thấy không? Đó, bởi vậy không được cúi đầu, dương miệng sẽ rớt. Đúng rồi. Ôi, một không gian này, hai người đàn ông face to face nhìn nhau đắm đuối, xong rồi tỏ tình anh yêu em,